Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành, chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta. Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, một đứa con một của mẹ ta yêu mến. Cha ta có dạy ta rằng, lòng con khá ghi nhớ các lời ta, hãy gìn giữ mạng lệnh ta, thì con sẽ được sống. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta. Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ác người sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhất. Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, làm cho con được vinh hiển khi con hoài niệm đến. Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mỹ và bán cho con một mão triều thiên vinh quang. Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta, thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra, khá gìn giữ nó vì là sự sống của con. Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, và đừng đi đường kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó. Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Vì nếu chúng nó không làm điều ác thì ngủ không đặng, bằng chưa gây cho người nào vấp phạm thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó. Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác và uống rượu của sự hung hăng. Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối, chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, và lập cho vững vàng các đường lối con. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả, hãy dời chân con khỏi sự ác. Chương 5. Hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta, khá nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta, để con gìn giữ sự dè dặt và môi con bảo tồn sự tri thức. Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, và miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi. Chân nó xuống chốn chết, bước nó đụng đến âm phủ. Nó không tìm đặng con đường bằng thẳng của sự sống, các lối nó lầm lạc, song nó chẳng biết đến. Vậy bây giờ hỡi các con, hãy nghe ta, chớ lìa bỏ các lời của miệng ta. Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, đừng lại gần cửa nhà nó. E con trao sự danh dự mình cho kẻ khác, và năm tuổi con cho kẻ hung bạo. E người lạ được no nê hóa tài con, và công lao con về nhà kẻ ngoại. Kẻo đến cuối cùng con phải rên xiết, vì thịt và thân thể con đã bị hao mòn. Rồi con nói rằng, cớ sao tôi ghét lời khuyên dạy, và lòng tôi khinh bỉ sự quở trách. Nhưng sao tôi không vâng theo tiếng giáo sư tôi,
và chẳng nghiêng tai qua lời của người dạy dỗ tôi. Tại giữa dân sự và hội chúng, tôi thiếu đều bị sa vào các thứ tai họa. Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đan thì. Như nai cái đáng thương và hoàng dương có duyên tốt, nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ và nâng niu lòng của người ngoại? Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy và bị lầm lạc vì ngu dại quá. Chương 6. Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình, nếu con giao tay mình vì người ngoại, thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc phải lời của miệng con. Hỡi con, bởi vì con đã sa vào tay kẻ lân cận con, hãy làm điều này và giải cứu mình con. Hãy đi hạ mình xuống nài xin người lân cận con, chớ để cho hai mắt con ngủ hoặc mí mắt con chợp lại. Hãy giải cứu mình khỏi người như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập. Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có hoặc quan tướng hoặc quan cai đốc hay là quan trấn, thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí. Người nào đi đứng có miệng giả dối là một kẻ vô loại, một người gian ác. Hắn liếc con mắt, dùng chân mình bày ý và lấy ngón tay mình ra dấu. Trong lòng hắn vẫn có sự gian tà, nó toan mưu ác luôn luôn và gieo sự tranh cạnh. Bởi cớ ấy, tai họa sẽ xảy đến nó thình lình. Bỗng chốc nó bị bại hoại, không phương thế chữa được. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn và đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó gìn giữ con. Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cây đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống. Đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp và khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ. Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Vì tại kỵ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi. Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phồng chăng? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng, ắt chẳng được khỏi bị phạt. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm, nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát. Hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp 7 lần. Nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tức vô tâm vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ.
sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam. Trong ngày báo thù, người không dòng thứ. Người sẽ chẳng nhận giá đền tội nào hết. Mặc dầu con gia tăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ý đâu. Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chương 20. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy, người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng: người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hai môn đồ trở về nhà mình. Song Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người xây lại, thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn bèn nói rằng: hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi. Xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi Mary. Mary bèn xây lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng: ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Mary Magdalene đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Buổi chiều nổi ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Và lúc Đức Chúa Giê-xu đến thì Thô-ma tức Đi-đim là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng:
bình an cho các ngươi. Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chương 21. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy: Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của Cê-bê-đê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng: Tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng: Chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không. Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: Ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá vì cách bờ chỉ chừng 200 cu-đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ, và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng ngươi là ai, vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giê-xu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giê-xu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần ngươi yêu ta chăng. Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta.
Vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giê-xu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết, song nói rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi đó thôi. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này và đã chép lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.